Hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã gắn thực hiện phong trào này với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hội và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, qua đó nâng cao năng lực, trình độ, vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội. Quá trình triển khai phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp hội phụ nữ thành phố Vũng Tàu luôn đổi mới nội dung hình thức thực hiện phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của phụ nữ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy chị em tích cực lao động, học tập, công tác. Các cấp hội còn tích cực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Hiện toàn thành phố có trên 93% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn 503 sạch. Gần 20% hội viên phụ nữ được bầu giữ những vị trí chủ chốt trong các hội nhóm, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp. Đặt nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Năm năm qua, Hội Phụ nữ thành phố Vũng Tàu phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tạo điều kiện cho gần 7.000 lượt hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 386 tỷ đồng. Nhờ đó, số hộ nghèo mà chủ hộ là phụ nữ hiện giảm còn 2,3%.